Sáng nay ngày 6 tháng 1, báo Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động nhằm đánh giá tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, báo Đắk Lắk đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn. Công tác tuyên truyền được ban biên tập tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo kế hoạch bám sát chủ trương nghị quyết các chương trình của tỉnh Đắk Lắk. Trong các dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng của tỉnh Đắk Lắk, của đất nước, báo Đắk Lắk đã thực hiện các số báo đặc biệt, xây dựng các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền một cách đậm nét. Trên báo điện tử, ngoài các phóng sự ảnh, thông tin còn được thể hiện qua các video clip e-magazine. Trong năm, báo Đắk Lắk có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí của tỉnh và trung ương. Ngoài ra, công tác an sinh xã hội cũng được báo Đắk Lắk quan tâm duy trì. Trong năm 2022, báo Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị xây dựng 3 nhà tình nghĩa và trao 1.000 suất quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, nhiệm vụ được báo Đắk Lắk đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh Đắk Lắk, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các nhiệm vụ thực hiện kinh tế xã hội năm 2023. Tích cực tham gia các giải báo chí trọng tâm là giải Búa Liềm Vàng, giải báo chí tỉnh Đắk Lắk, xây dựng và duy trì các chuyên mục trên số báo cuối tuần, định kỳ thực hiện các chuyên đề trên các số báo in thường kỳ.